Dạ, em xin chào anh chị đã quay lại kênh Bất Động Sản Đất Việt ngày hôm nay. Hôm nay gia chủ có gửi em một cái miếng đất rất là đẹp anh chị, nằm ở đường Đất Xanh là 4 mét công cộng, xe ô tô, xe tải rất là thoải mái luôn nha. Chủ thì định đang làm nhà anh chị, đang làm cổng, làm rào nè. Bây giờ thì do làm ăn kẹt vốn á, nên giờ bán luôn. Đất này không xây nhà nữa chị ha. Đó, thì có thổ cư sẵn luôn anh chị ơi. 461 mét luôn, nói chung là full thổ cư anh chị. Đó. Đây đối diện đất mình đây là có một view sông, đó. Rất là mát, rất là thông thoáng luôn. Mé bên sông bên kia là một cái đường ranh 3 mét, nhà cửa rất là sung túc anh chị ha. Còn cái đất mình đây là nằm ở đường Đá Xanh, ô tô xe tải đây, đất liền nha anh chị. Hiện trạng thì đã có sổ hồng riêng rồi, mình có thể mình thương lượng anh chị, mình ra công chứng trong ngày luôn anh chị ha, đỡ mất thời gian chạy xe hay là công việc bận rộn nha. Lên tổng diện tích đất của mình là 563 mét vuông, trừ lộ giới, tại lộ giới cái đường này là 10 mét anh chị, lộ giới là cây đông năm, còn lại là full thổ cư miếng đất luôn, thổ cư là 461 mét chị ha. Đã về đây mình cất nhà rất là thoải mái, rộng rãi, thông thoáng luôn chị, mà đối diện cái đất mình đây là một cái view sông nữa. Cô chú anh chị nào thích ra view sông á, bữa giờ gọi em rất là nhiều, kiếm đất kiếm nhà view sông, em thấy cái vị trí này cực kỳ đẹp rồi đó. Nhà thì chủ đang xây dựng nhưng mà mới xây cổng thôi, chưa có ép cọc, chưa làm nhà chị ha. Về mình có xây nhà thì mình tiếp tục mình làm, mình ép cọc mình làm rồi xây cổng lại chị ha. Cái hướng đất mình đây là hướng bắc nha anh chị. Địa chỉ đây là ở Tân Thành, xã Thành Nhật, huyện Châu Thành, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang anh chị ha. Ở đây mình đi thẳng đường Đá Xanh này, cây số đụng tới đường nhựa anh chị nha. Từ thành phố Mỹ Tho mình về đây chỉ có là 25 cây số anh chị, còn cách ở thành phố Hồ Chí Minh đó, tính từ bến xe miền Tây là 64 cây số nha. Ở đây nhà xưởng mình đây, cáp ga kế bên nhà mình đây. Nhà rất là đông chứ không có vắng anh chị ha. Từ cái đường Đá Xanh nó ra cái mé sông thì khoảng còn có 5 mét anh chị, còn rất là rộng nè. Về anh chị có thể là một cái chòi tre nho nhỏ ở đây, máy tiền chế gì đó sơ sơ đây nè, chè lá gì đây nè, để mình có chiều chiều ra đây hóng mát, câu cá giải trí cuối tuần đó cũng rất là thú vị chị ha. Ở đây thì có lộ giới của cái đường Đá Xanh và sông nha, mình không được xây kiên cố nha, mình xây đơn giản thôi. Hay là anh chị có thể trồng một hai cây trái đây cũng được luôn, mình hưởng lại chị ha. Còn cái ranh giới cái miếng đất ở đây, ngang là 10 mét, chiều sâu là 58 mét nha. Còn ở bên tay trái mình á, chiều sâu là 56, hai chiều sâu khác nhau nha anh chị, đầu đuôi bằng nhau chị ha. Đây ngay cái trụ điện luôn, đây chiều sâu bên tay trái, đây là, còn đây là bên tay phải nha. Chỗ đang làm, thợ đang làm luôn chị thấy không, đây là làm cổng, tính ép cọc làm nhà. Nhưng mà chưa có làm hoàn chỉnh cái cổng đó mà giờ đó, làm ăn không được, kẹt vốn nên phải bán luôn chị ha. Hai vợ chồng tâm huyết cái đất này mua rất là lâu rồi, giờ mới xây nhà chị ha. Cái cổng làm to đùng luôn chị không, rất là rộng luôn, rất là thoáng. Nên gia đình mình về đó mình xây nhà thì mình có xe ô tô xe tải đó ra vô rất là thoải mái luôn anh chị ha. Chỗ làm cái cổng rất là kiên cố luôn chị thấy không. Đây là chiều sâu bên tay phải nè chị, là 58, còn bên tay trái là 56 anh chị ha. Đây một vòng mình xem đây, đây hàng sớm ở đây. Có đoạn đây thì vắng là do cái đây là hai ba công mới có cái nhà anh chị, rất là rộng anh chị ha. Rồi để quay lại cái mặt tiền đất mình xem ha, là 10 mét nha chị. Còn hướng ngược lại đường Đá Xanh này là mình liên thông ra quốc lộ 50, chạy xe là 15 phút anh chị ha. Đó, có mưa về về trái về thành phố Mỹ Tho, còn về phải về thành phố Gò Công, về cầu Mỹ Lợi, về thành phố Hồ Chí Minh anh chị ha. Giá thì chủ ký gửi là 1 tỷ 200 triệu nha chị, giá này gia chủ còn bớt nha, đang cần tiền bán gấp anh chị ha. Rồi em xin mời chị ha, em sẽ đi vô bên trong đất mình tham quan từng chi tiết anh chị ha. Dạ em xin mời chị ạ. Đây đất này cũng có làm một cái nền sẵn rồi nè. Về mình cuốn thêm xíu mình ép cọc xây nhà anh chị nha. Đất mình thì không màu mã, không có dướng dây điện câu thế gì hết nha anh chị.
xung quanh em thấy bên trái bên phải và phía sau cũng không có màu mã luôn đó. Nhiều lúc cô chú anh chị ở xa đó như Sài Gòn nè, rất là ngại màu mã nè đó. Đó, rất là sợ, nhưng mà cái vị trí này không có vậy ha. Đó, đây cái cổng làm to đùng luôn thấy không. À, bên trong này đất này rất là đẹp, đất mình thì đây thì có vài cây trái như là bưởi và cây đu đủ và vít hả chị ha. À, hai bên trái phải đều có lưới B40 hết anh chị, còn phía sau thì chưa kéo lưới anh chị ha. Về mình kéo lưới phía sau nó là xong anh chị. Phía sau có chủ có đào một cái ao nuôi cá ha, về đây mình xây nhà ở thì có ao nuôi cá phía sau lấy nước để vô nè, rồi trồng rau sạch nè, hay là mình trồng một số cây trái ở phía sau thấy đất của mình nha anh chị. À, mít thì cũng có 6 cây thôi đó, trồng được 4 năm rồi. Em sẽ ra cái ranh giới cuối cùng luôn để em chỉ ranh giới cho quý hàng nắm nha. Đất thì chủ đã kêu cô bé ban là bằng phẳng anh chị, rất là đẹp anh chị. Hàng xóm thì bên trái phải đều có dân ở hết anh chị ha. Thổ cư thì 100% nha anh chị. Còn có lộ giới, cái đường đất mình là 10 mét nha. Nên em nó có ban đầu á, lộ giới đó là đất heo năm. Còn lại là hết đất mình là thổ cư 100%. Có sổ sẵn công chứng trong ngày anh chị. Nếu mà có quan tâm đó thì thích cái vị trí này đó, thì kết bạn với lô em sẽ có sổ thông tin định vị cho em xem trước, rồi về gặp trực tiếp chủ để mình đặt cọc hay là ra công chứng trong ngày anh chị ha. Rồi công tay đây gấp canh với trà gạo anh chị ha. Rồi, trà gạo lên xíu tới thành phố Mỹ Tho rồi. Đây cái ao nuôi cá này chị, cái ao này cũng vừa phải đây, vuông vức anh chị ơi, em thấy khoảng là khoảng 4 mét đó chị, vuông vức luôn, cũng vừa phải thôi để mình làm cái ao nuôi cá, hay là mình có thể mình lấy nước để vô mình tưới tới cây xung quanh, mình trồng cây trái nè hay trồng rau sạch gì đó để dùng trong gia đình anh chị ha. Rồi để em chỉ ganh bên tay trái trước cho mình xem nha. Đây, đây sau bên tay trái đây, ranh giới rõ ràng hết rồi. Đây, à, có trụ khoảng là 2,5 mét nè. Đây là ranh giới cuối cùng anh chị ha. Giờ mình kéo gào ở phía sau lại, thẳng bên kia anh chị nha. À, phía sau mình có một miếng đất trống anh chị, trống trải đẹp mênh mông luôn. Có ranh giới rõ ràng, có sổ sẵn rất là dễ ha. Nhiều lúc cô chú chị mua cấp cho hộ là đo đạc lại làm bản vẽ rất là lâu. Còn này là đất thì có sổ hồng sẵn, đất đẹp, mặt tiền bằng nhựa giáp với sông nữa. Nó về đây cất nhà ở được ngon lành luôn. Chiều dài có một đầu đó là dài 58, một đầu 56. Đó, mặt tiền thì 10 mét anh chị ha. Về có thể mình thiết kế căn nhà nghỉ dưỡng, nhà có thái hay là căn biệt thự cũng được luôn. Đó, căn biệt thự là mini anh chị ha. Đó, quay đây là ranh giới cuối cùng nè, lên cho mình xem. Hiện tại chủ đang làm cái cổng đó chị ha, thì định làm nhưng mà do kẹt tiếng làm vốn làm ăn rồi nó khó khăn quá nên giờ mới bán anh chị nha. À, tâm huyết của gia đình, à, con mua này lâu rồi giờ mới chuẩn bị làm. Rồi đến đây tạm dừng video ha. À, quý hàng cô chú nào quan tâm cái kiến đất nằm ở đường ô tô xe tải ở Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với số phòng hành. À, bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nhanh chị. Em xin nhắc là cái giá chính chủ ký gửi là 1.200.000.000 nha. Thổ cư là 100%, nằm ở đường ô tô giáp sông luôn. Dân cư thì đông đúc, đường đã xanh là công cộng anh chị ha. Có đèn đường, điện nước, cáp, wifi đầy đủ hết nha anh chị. À, vị trí đây là nằm hướng bắc nha. Đó, là mình hợp phong thủy hướng này đó, mình về xây nhà ở đó, thì khu này rất là tiện lại cho mình. Cái trung tâm cũng gần, cái chợ cũng rất là gần. Cái chợ thì em nói thì chợ với quý ban là khoảng tầm 1.5 cây, còn ra chỗ trường học đó là 2 cây số chị ha. À, quý hàng cũng đừng quên bấm một like, một chia sẻ, một nút đăng ký giống hình để tương tác của em trong cái động lực quay những video mới tìm đất, qua nhà, giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú nha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào ạ.